Tend to keep myself from diving in. I got fed up with the sink or swim. But oh my god, I'm falling hard for you. I keep on waiting for the hurricane to come and wash the magic that you brought away. But somehow all the colors just keep getting brighter. Yeah, I'm feeling it more every day. I think I'm hooked on you. Thời tiết mùa thu đông đến thì mọi người sẽ thắc mắc là mặc gì để vừa ấm áp nhưng mà vẫn rất là đẹp, vẫn rất là trendy, vẫn rất là thời trang. Thì đây chính là câu trả lời cho mọi người. Thật phải nói là đây là một cái mẫu váy mà Phương rất rất là thích trong bộ sưu tập lần này của nhà Melia. Với cái tông màu trắng sữa, một cái màu mà rất là dễ có thể mặc cũng như là nhìn rất là tôn da. Và chất liệu chính của em váy này thì là cái chất liệu gấm ngân cao cấp. Chất liệu này thì trên bề mặt nó sẽ có một cái độ gọi là bóng nhẹ nhàng thôi. Thì khi mà nhìn vào từ xa ấy, mọi người sẽ tưởng đây là chất liệu da. Nó sẽ hơi giả da một chút như thế. Và điểm nhấn của mẫu váy này thì chính là một cái thiết kế giống như một cái áo vest dáng dài. Nhưng mà vẫn thiết kế eo nhá, nhìn rất là gọn gàng luôn. Và ngoài ra thì sẽ có những cái đường dây đá được chạy dọc theo những cái đường cắt cút của áo như thế này. Mọi người thấy xinh không ạ? Đó, cực kỳ cầu kỳ luôn. Đó, phần túi này cũng có dây đá này. Ở phía dưới túi cũng có dây đá này. Đó, và phần dây đá được chạy dọc từ phía trên vai xuống dưới theo cái đường ve áo luôn. Và với một cái thiết kế như thế này thì mọi người có thể mặc được cả đi tiệc, cả đi hội nghị, gặp gỡ đối tác, hay là mọi người đi làm trong một cái ngày mà mọi người muốn diện hơn bình thường, thời trang hơn bình thường thì cũng rất là phù hợp nhá. Nếu mà mọi người thích cái mẫu váy này rồi thì hãy nhanh tay để lại comment ở dưới video này, hoặc là inbox trực tiếp cho fanpage của Melia. Khi mua hàng online thì mọi người sẽ được free ship này và được kiểm tra hàng. Còn nếu mà muốn đến tận nơi thì Melia có showroom trên toàn quốc. Hãy đến và tậu ngay cho mình cái mẫu váy vô cùng độc đáo này nhá.